Rồi ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trên tay mình đang là tay khiển DJI RC N2 dành cho hệ máy E3 và Mini 4 anh em. Hôm nay mình sẽ cùng anh em khám phá bên trong coi cái tay khiển này nó có gì đặc biệt, có gì khác biệt so với cái tay RC N1 nha. Và đây là viên pin của nó. Viên pin của nó có dung lượng là 2600 mAh. Nhìn chung thì nó khá là hẹo so với cái việc mà sử dụng hàng ngày nha anh em. Pin nó khá là nhanh hết. Đó, và đây là tổng quan về cái tay khiển. Cái tay này của mình đang còn hoạt động bình thường, đang còn bảo hành bình thường luôn. Mình sẽ cùng anh em quan sát cái mặt trên của nó. Theo theo mình đó nha, theo kinh nghiệm của mình và theo những gì mình đã từng quan sát so với cái tay DJI RC N1 á, thì mình nhìn thấy là cái tay DJI RC N2 này về phần thiết kế là nó không có gì khác biệt luôn. Nhìn sơ sơ về mạch điện, về cách thiết kế từng cái giắc cắm, từng cái phần linh kiện, bố trí linh kiện thì mình thấy là nó không có khác biệt nhiều so với DJI RC N1. Và không muốn nói là nó cũng y chang, không có gì khác hết. Nếu mà nhìn sơ bộ bên ngoài như thế này nè anh em. Từ những cái vị trí, những cái socket này kia đồ mình thấy là nó giống lắm. Và đây là bên trong nè anh em. Bên trong thì ở cái phần mặt trên này thì nó sẽ là những cái phần linh kiện liên quan tới vấn đề về nguồn điện này kia, theo mình quan sát là vậy. Và cái phần có cái keo tản nhiệt nè, là cái phần IC sống và cái IC nguồn của cái mạch nha anh em. Hãng thì nó những cái lô đầu tiên á thì họ làm khá là kỹ ha, keo bọt này kia là khá là đầy đủ, không có bỏ gì hết. Rồi giờ mình sẽ cùng anh em mình nhấc cái nguyên cái bảng mạch này lên, mình xem coi phía sau của nó có cái gì hay hay ha anh em. Rồi thì mình sau khi mình nhấc lên á thì cái tấm nhôm tản nhiệt nè anh em, nó dính chung với cái bảng mạch điện như thế này luôn, khá là kỳ dị ha. Nhưng mà cái này thì là do keo thôi nha anh em, chứ không phải là do gì hết trơn, nó do keo nó bám dính cái tấm nhôm tản nhiệt lên thôi. Rồi mình sẽ tháo cái tấm nhôm tản nhiệt ra để xem coi là ở bên dưới cái phần linh kiện mạch điện nó như thế nào hết anh em. Rồi giờ mình tháo cái mạch điện ra khỏi cái tấm nhôm rồi nè anh em. Đây là cái bảng mạch chính của chúng ta ha. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái con chip, đây là con chip để sạc nha anh em. Một con chip họ BQ nha, và cái mã của nó là BQ24259 nha anh em. BQ24259 đây là một con IC dùng để quản lý cái cell pin, quản lý những cái liên quan đến pin nha, và nó cũng là một cái con IC sạc luôn. Rồi thì đây là sơ bộ bên ngoài nè, không có linh kiện gì, rất là ít linh kiện ha, rất là ít những cái linh kiện ở mặt dưới này. Và đây là phần quan trọng nhất mà chúng ta muốn tìm hiểu. Đây là toàn bộ hệ IC sống mới của cái tay khiển DJI RC N2 này nha anh em. Anh em có thể quan sát thấy một cái con IC chính và bốn con IC phát sóng 2.4 5.8 GHz. Con này nó có cái mã nè, HGWF 83i, và một con trên là 3121. Nó có bốn con và nó đánh theo cặp, tức là hai con này hai con kia. Thì theo mình đoán sẽ là hai con phát sóng 5.8 và hai con phát sóng 2.4. Và anh em có thể thấy kích thước của cái con IC này nó khá là to. Theo mình là nó to khoảng gấp 6 lần con IC 4550 phát sóng 5.8 trên tay khiển RC N1 nha. To gấp khoảng 6 lần như vậy. Và mình nghĩ là con IC này nó sẽ rất là khó để hư hỏng. Vì cái bản thân con IC nó có cái diện tích lớn á, thì cái việc tản nhiệt của nó sẽ nhanh hơn là cái việc một cái diện tích nhỏ giống như con 5.8. Nhưng mà có một cái vấn đề là anh em nhìn cái miếng kim loại để đậy để che cái phần IC bên trong thiết kế, anh em thấy khá là ối gì ha. Bên ngoài thì nó có để keo, anh em nhìn thấy vị trí tròn tròn thấy không, bên ngoài này nó có để keo. Đây là vị trí ngay chỗ con IC chính, IC lớn đó. Nhưng mà bên trong thì trống rỗng anh em, bên trong trống rỗng không có một cái gì cả. Và khoảng cách từ con IC á, lên tới cái tấm kim loại thì nó có một cái khoảng trống rất là lớn nha.
Rồi đây là con CPU chính, con CPU chính cho cái con tay khiển RCN2 này anh em. Là con IC con chip S2 ha. Chip S2 này anh em thấy có cái thiết kế cái mặt lưng nó bóng bóng như vậy nè. Là nó phát nhiệt rất là nhiều nha anh em, nó rất là nóng á, cho nên là nó cần là một cái mặt lưng bóng như vậy để nó tăng cường cái khả năng tản nhiệt nha anh em. Và con này cũng mới cần phải tản nhiệt, phải tích cực lắm á, phải tản nhiệt dữ lắm luôn á, nếu không nó sẽ bị quá nhiệt đó anh em. Thì với cái con này hãng họ tra keo khá là nhiều, coi như là không có đáng quan tâm. Rồi kế bên con S2 là một cái con chip gì đó mình cũng không biết luôn. Con này nó có cái mã là anh em chờ mình chút để mình chỉnh sửa coi coi cái mã nó là gì. HC32F030. Theo mình nghĩ nó là một cái dạng con CPU 32 bit, nó giống như con STM32 vậy đó anh em. Thì con này với con S9 nó sẽ làm nhiệm vụ là điều khiển toàn bộ cái quá trình hoạt động giao tiếp dữ liệu giữa cái tay và cái máy bay, cũng như nó giao tiếp với cái điện thoại của chúng ta để nó truyền những cái dữ liệu giao tiếp, những cái dữ liệu về cái điều khiển chuyến bay á. Thì với con CPU mới nó có cái tốc độ kết nối trên cái tay khiển rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ thêm cái keo tản nhiệt vào bên trong cái tấm thép này để tản nhiệt cho cái hệ IC sống nhanh nè. Tấm thép zin của nó không hề có một miếng keo tản nhiệt nào cả, rất là chán luôn. Và bây giờ thì mình sẽ phải đắp vài cục keo ha, đắp vài cục keo lên trên cái hệ IC sống này để tăng cường cái tản nhiệt cho nó nha. Và mình cũng sẽ bổ sung lại cái keo tản nhiệt zin cho con chip S2 để tản nhiệt cho con chip S2 này nó hiệu quả hơn nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua cái mình tra keo tí xíu nha. Đây là sau khi mình đã tra keo xong nè anh em. Anh em thấy không, mình đắp những cái cục keo khá là ghê anh em, khá là gớm ha. Nhưng mà với cái những cái keo tản nhiệt như thế này, mình đảm bảo với anh em là việc tản nhiệt nó sẽ trở nên rất là hiệu quả, nó sẽ giúp lấp đầy những cái khoảng trống không khí giữa IC và cái tấm kim loại bảo vệ tụi nó đó. Nó sẽ giúp cho cái nhiệt truyền từ cái con IC, từ những cái con chip nó lên trên cái tấm tản nhiệt, cái tấm kim loại bảo vệ đó, nó sẽ nhanh hơn. Và từ cái tấm kim loại bảo vệ đó nó truyền ra cái tấm nhôm tản nhiệt bên ngoài, nó sẽ hiệu quả hơn và sẽ làm cho con IC chúng ta nó không có bị hiện tượng quá nhiệt. Mình dám khẳng định và cam kết luôn. Và mình sử dụng cái keo ở đây là keo MX4 tra CPU, cái đây là một keo không có dẫn điện, và mình đắp thêm vào phần phía bên ngoài như thế này nè anh em. Công nhận là tốn keo vãi cả nồi luôn anh em ạ. Một chai keo như thế này á, mình xài cho CPU thì mình xài không biết bao nhiêu con CPU mới hết, nhưng mà với cái dạng này thì xài thật sự rất là tốn. Và cũng sẵn đây là mình độ pin cho cái tai khiển này luôn anh em. Cái tai khiển này bây giờ pin nó hẹo quá thì mình sẵn mình tháo ra mình độ luôn. Và đây bên trong cái viên pin mà của cái tai khiển này nó có cái mã là INR18650 26E, dung lượng là 2600 mAh. Mình sẽ thay nó thành cái viên pin dung lượng cao hơn nha anh em. Pin này hẹo lắm. Rồi sẵn có viên pin 4000 mAh nè. 4000 mAh. Thì giờ lấy nó thay cho hai cái viên 2600 này luôn đi. 2600 này dung lượng thấp quá, xài rất là nhanh hết. Cân nặng thì cũng như nhau thôi, mình cứ thay vào thôi, không có gì phải suy nghĩ hết. Rồi xong, bỏ hai cái viên pin màu tím rịm này ra thay bằng hai viên pin 4000 mAh, bây giờ mình có được 4000 mAh, cũng khá đơn giản đúng không anh em. Bây giờ gấp vô thôi. Rồi lắp xong hai cục pin, giờ gắn cái hộp luồng dây cáp viễn thông này vô là xong. Rồi giờ cắm dắt nguồn vô
đúng cộng trừ là được, được cắm ngược nha, đã cắm ngược cái là đi bụi chuối liền luôn đó, này phải cắm đúng mới được. Nó đèn lên rồi đấy, cái gì đâu mà khó, cũng đơn giản mà. Rồi xong hai bên ấn thử nguồn cái cũng được, nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy. Rồi giờ lắp tấm tản nhiệt trên nữa là xong, gắp máy đưa khách lửm tiếng, nói chứ khách là mình đó. Rồi tha kêu tản nhiệt được nhiều vô cho nó chắc cú. Tiết chi mấy chục ngàn tiền keo tản nhiệt mà cái chai chai MX4 nó cũng hơi hơi mắc nha anh em, chai MX4 có một chút xíu gì đó mà nó bán cả 100.000 chai, nhưng mà kệ, nếu mà 100.000 mà tra vào đây mà nó hoạt động ổn định và nó mang lại cái hiệu suất tản nhiệt tốt thì nó cũng đáng nha anh em. Ok, làm gì làm thì cũng phải cắm sạc thử một cái coi coi nó có sạc được không, chứ lỡ mà nó sạc không được thì úi giời ơi anh em ạ. Ok, nó nhận sạc rồi nè, sạc con đó, sạc rồi ha. Hiện này do là cái còi này nó hú, có nhiều lúc mà nó hết gần hết pin, nó hú cũng nhức đầu lắm, cho nên lấy cái tem dán ra luôn, bịt cái còi lại luôn cho nó đỡ hú nha anh em, chứ không phải quảng cáo quảng ơ gì đâu, bịt lại cho nó đỡ hú, nó hú nghe cũng nhức đầu lắm. Ok, nút sạc bấm mở nguồn thử. Rồi dán dán chứ nó cũng hú cũng in chờ hết anh em ạ, chán thiệt. Giờ làm gì làm thì cũng phải kết nối thử với máy bay coi cái nó còn được không nha anh em, hay là tháo ra gắn vô xong rồi nó ngủm luôn. Giờ mình khoan hay gáp cái nắp lại, mình cứ cắm dây cho đủ đi, kích mở nguồn rồi kết nối thử với máy bay ha. Ok, đồng aircraft lên rồi cắm điện thoại vô ha. Em thì mình không có can thiệp gì vào mạch điện hết sorry anh em, mình chỉ đơn giản là mình tháo ra mình thay pin rồi mình tra keo tản nhiệt thôi, cho nên là mọi thứ không có ảnh hưởng gì hết nha. Cần thiết thì mình nên chọn lại thử cái đua bên 5.8 2.4 này coi nó có cái vấn đề gì không, có vấn đề gì bất thường không. Nhưng mà theo quan sát của mình thì cái dạng IC mới này, IC sống mới này là nó sẽ không có lỗi được đâu, rất khó để lỗi anh em ạ. Rồi mọi thứ có vẻ như ngon lành, không có vấn đề gì hết. Rồi ok, gì đây mình có thể ráp được rồi đó anh em. Rồi xong, hoàn tất quá trình đổ pin. Đổ pin 4.000 hai viên sẽ là 8.000, thay vì này là 2.600 thì hai viên sẽ là 5.200 nha. Đằng sau nó để nè 2.600 mAh, thì giờ nó sẽ là 4.000 mAh. 4.000 thì nó sẽ xài lâu hơn. Nhìn chung thì thiết kế của nó không có gì khác con N1 hết, giống y chang con N1, chỉ có khác cái hệ IC sống nha. Thay cái hệ IC sống này thì có lẽ là nó sẽ khó hư, nó sẽ khó hư hỏng hơn cái hệ IC sống lúc trước nha. Tương lai thì cái tay này sẽ rất là bền luôn, nó chỉ có cái vấn đề là pin nó hơi hẻo rồi pin nó mau hết thôi, còn lại thì mình thấy nó khá ok nha anh em, rất là êm.